Không hổ danh là idol nhí hot nhất nhì thời điểm hiện tại, từng khoảnh khắc của Pam Yêu ơi luôn được dân tình đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, mỗi khi ở nhà cùng Ba Long, nhóc tì lại có thêm những giây phút vô cùng dễ thương. Pam Yêu ơi, con gái của hot girl Salim và thiếu gia Nguyễn Hải Long, tên thật là Nguyễn An Hải Đường. Em bé này hiện là một trong những thế lực nhí có sức ảnh hưởng lớn nhất mạng xã hội. Càng lớn nhóc tì càng có nhiều sức hút bởi khuôn mặt vuông thương hiệu cùng loạt biểu cảm siêu hài hước. Chính điều này đã giúp bé Pam luôn nhận được sự săn đón nồng nhiệt của các fan. Cũng giống những em bé khác, Pam rất thích nghịch nước. Hiểu điều này, ông xã Salim đã sắm cho con gái một bộ đồ chơi vòi nước có thể bơm nước tự động đặt trên bàn bếp để hai bố con trông nhau lúc nấu ăn. Khỏi phải nói em đã thích như thế nào khi liên tục nói ok và hài lòng với bố. Món đồ chơi mới khiến Pam thích mê, chơi mãi không chán. Sợ con gái nghịch nước nhiều bị lạnh tay và bị cảm, Ba Long đã khuyên con dừng lại. Pam lập tức la hét, khóc ăn vạ. Đây là biểu cảm thường thấy ở độ tuổi của em trong hoàn cảnh này. Biết rõ là con đang ăn vạ thế nhưng lần này Ba Long lựa chọn không nghiêm mặt, lớn giọng hay thị uy với con. Anh nhanh chóng bế con ra khỏi cũi, dịu dàng ân cần để con có thể bình tĩnh trở lại. Có gì đâu mà phải khóc, ba sấy tay cho con khỏi lạnh nhé. Luôn để ý và quan tâm tới cảm xúc của con là điều mà Ba Long đã ghi điểm đối với khán giả. Pam sau đó vẫn hào hứng với thế giới riêng của mình. Khoảnh khắc cô bé mắt ngấn lệ chơi rửa tay với không khí đã thu hút khán giả. Pam rửa tay bằng nước mắt, một số khán giả để lại bình luận hài hước. Trước đó, Pam còn được bố Long lên đồ đi tắm biển tại gia. Bố Long hạt nhài đã chuẩn bị cho em cực kỳ chu đáo từ chậu nước ấm và thật nhiều đồ chơi. Pam vô cùng thích thú, ngân nga hát khi ngồi trong chậu nước. Thậm chí, cô bé còn đứng bật dậy, nhảy nhót phụ họa cho bố. Sau khoảng thời gian cực kỳ vui, Pam còn được Ba Long tạo cho kiểu tóc độc lạ hạt nhài bên cục bên xòe. Ba Long hài hước giải thích, lúc nào mẹ Ngân buộc tóc cũng rất là hoàn hảo rồi, mình muốn tạo điểm nhấn theo cách của mình xem thế nào. Những khoảnh khắc vui chơi cùng nhau của hai bố con Pam đã làm nhiều khán giả thích thú. Bé Pam tên thật Hải Đường, còn có nickname Pam mặt vuông, nhóc tì chào đời vào đầu tháng 4 năm 2022. Thời gian qua, bé Pam nổi tiếng trên mạng xã hội với loạt khoảnh khắc đời thường đáng yêu, hài hước. Nhóc tì còn được ba mẹ lập hẳn trong một kênh TikTok, hiện đã hơn 1,5 triệu người theo dõi. Những video của Pam đều thu hút hàng triệu lượt xem, một con số mà khiến nhiều người mơ ước. Thậm chí, nhiều sao Việt còn bày tỏ mình là người hâm mộ của bé Pam. Pamela Hải Đường cũng là nhóc tì đầu tiên ở Việt Nam sở hữu bức ảnh lên đến 1 triệu lượt thả tim trên Instagram. Bên cạnh đó, Pamela còn có cuộc sống ngậm thìa vàng từ nhỏ. Bằng chứng là bố của Pam, doanh nhân Hải Long là thiếu gia của một tập đoàn may mặc lớn với 4 công ty con và 7 nhà máy phân bố trên nhiều tỉnh thành ở khắp cả nước. Dưới bàn tay chăm sóc của gia đình, con gái Salim ngày càng xinh xắn, đáng yêu và cũng rất ngoan ngoãn. Từng chia sẻ về lý do đăng tải hình ảnh con gái trên mạng xã hội quá nhiều khi còn bé, Hải Long cho biết, tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm cho con. Tôi không muốn công khai hình ảnh gì cả, chỉ đơn giản là làm muốn cho con một cuốn nhật ký. Sau đấy lại được mọi người biết đến nhiều hơn chứ không biến chất gì cả.